em dòng âm ly karaoke tầm trung, đó là em 38.000 này. Âm thanh sống động, chất lượng tuyệt hảo. Có phải anh em đang kinh doanh và muốn tìm cho mình một chiếc âm ly có cường độ hoạt động cực bền, phục vụ khách hát hò mà không lo bị gián đoạn? Hay anh em đã có chiếc âm ly rồi nhưng vẫn chưa hài lòng với chất lượng hiện tại của nó và muốn thay đổi để thu hút thêm khách hàng? Đối với anh em đã sở hữu cho mình dàn âm thanh karaoke tại gia nhưng chất lượng vẫn chưa thực sự tốt, và anh em đang tìm cho mình một chiếc âm ly nằm trong phân khúc tầm trung đáp ứng hết tất cả những điều kiện mà mình đặt ra, anh em yên tâm nha, FE38.000 này sẽ là trò thủ đắc lực của anh em đó. Và lý do vì sao mà em âm ly này lại được tính độ âm thanh ưa chuộng như vậy, hãy cùng mình tìm hiểu tính năng đặc biệt của em này nhé. Với sự thiết kế tinh tế, vẻ ngoài bóng bẩy, sang trọng khiến không gian nhà này trở nên hiện đại và thu hút được mọi tầm nhìn. Sở hữu màn hiệu chỉnh master micro giúp giọng phát yếu hơi trở nên ấm áp, mạnh mẽ và bắt tiếng hơn. Ưu điểm lớn nhất chính là hiệu suất sử dụng cực cao đạt trên 90%, tiết kiệm điện năng, tăng sự ổn định, giảm tiếng ồn cho sự trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Giá hiện tại của em đây là 9.900.000 đồng.